Đó, chạy xe điện, sạc xe điện bằng năng lượng mặt trời. Đây. Đấy, năng lượng mặt trời. Đó, ban ngày năng lượng sẽ chuyển hóa thành điện năng để hòa lưới trong gia đình. Nhà đang xài là 1 ký 3. Đó, đang hòa ra là 1 ký 3. Xe sạc của xe ăn hết 1 ký điện. 1069W. Công suất của sạc là 1000W. Ok. Xe tắt. Đang có đầu móc ở trong. Chơi xe điện. Rửa xe bằng máy pin. Đây uy tín được các bạn. Pin. Một cục. Hai cục pin. Đây pin này. Đây là chế độ thấp này, chế độ yếu này, chế độ mạnh này. Xịt sơ một vòng xe sạch bóc, không cần phải ra tiệm vì bản chất xe này nó cũng thiết kế này sạch lắm, không có phải hết đĩa như sạch bong luôn. Đây đó, thế là lại tiếp tục lên đường. Đó, sau khi rửa xong thì kiểm tra thông số lốp, cách cài cắp cái máy bơm này, bơm Ryobi kiểm tra hơi. Thì trên thông số lốp nó cho là nó nói là 25 PSI, thì trong đó là máy nó đo được là 19 PSI. 19 PSI, bây giờ mình sẽ phải chỉnh lên 25 PSI. 19 này, 25 PSI, tức là cái thông số lốp này nó cho. Rồi, bơm. Đủ 25 PSI tự ngắt. Rồi ok. Rồi, khá rồi. Đúng, rồi. Bật lại. Bật lại. Rồi, bên sau cũng vậy luôn. Bên sau cũng kiểm tra như vậy luôn. Ok. Đó. Đó, đầu pin. Rồi xe pin. Xe pin.